khi Đức Phật còn tại thế nữa. Tại nhà vua Tần Bà Sa La mới nghe lời mấy ông phù thủy bài, nói bây giờ đó là muốn được cho đất nước thái bình thì bây giờ đó là phải đem 500 cái con bò, 500 con dê đực đem ra giết để tế cúng cho thần linh thì bây giờ đất nước mới hòa bình. Thì lúc đó đến Đức Phật mới xuất hiện, Ngài mới nói đạo Bà La Môn là thờ Thượng Đế. Mà đạo Bà La Môn thì nói là Thượng Đế sanh vạn vật, thì loài người chúng ta cũng do Thượng Đế sanh, và các loài súc vật cũng do Thượng Đế sanh. Thì nói một cách nào đó, ta với chúng là thuộc về anh em, cùng một cha mà. Nhưng mà đâu có lý do nào nữa mà mình giết em mình để lấy thịt mà làm thức ăn đem dâng cho cha mình, mà cha mình có thể phò hộ cho mình được không? Thành ra Đức Phật nói như thế thì vua Tần Bà Sa La thức tỉnh, thả hết tất cả, thả hết những cái con bò, con dê này ra, không giết nó nữa. Thì vua Tần Bà Sa La mới nói với Đức Phật, lúc đó Ngài chưa thành đạo, bao giờ Ngài đắc đạo nó xin tới đây để độ tôi trước. Cho nên Đức Phật nhớ cái lời nguyện đó mà Đức Phật tới độ cho vua Tần Bà Sa La. Và ông này mới phát tâm dâng cái thượng nguyện của mình để làm cái tịnh xá đầu tiên cho Đức Phật thuyết pháp. Thì cái chỗ này đó muốn nói lên cái gì? Tức là những người này đó là mê hoặc, bị tà giáo nó mê hoặc. Khi mà chúng ta khó khăn, chúng ta khổ nó, thì nó bày ra đủ thứ hết. Nó bày đủ thứ. Thì khi nó bày như vậy đó, thì chúng ta muốn khỏi, chúng ta theo nó. Thành ra bây giờ đó, như ở Việt Nam chúng ta hay thường có cái này. Mà thầy á, thì thầy cũng có một cái giải thích cho các Phật tử biết. Bây giờ có một cái người nào đó thiệt ra mình không có khó, có khổ gì hết nữa. Nhưng mà gặp cái ông thầy bùa, thầy bói, thầy ngải, thầy gì đó, nó nói là ông năm nay nó là bị tam tai đó. Thành ra các Phật tử mình nếu mà nhẹ dạ nó nghe nói tam tai là sợ quá. Tam tai là 3 năm liền này, nguy hiểm này, chết nè, thất bại nè. Cho nên bây giờ hỏi làm sao? Nó cúng chứ làm sao? Muốn khỏi thì phải cúng. Cái này là tà giáo ngoại đạo là như thế. Cho nên biểu mình cúng, phải không? Nếu hơi lớn thì cũng bò, cũng heo, cũng gà, cũng vịt. Còn giờ không có nữa đó, thì bây giờ cúng 3 thứ gọi là tam sanh, phải không? Tam sanh. Tam sanh mà quý vị nói trại trại gọi là tam sên, phải không? Mấy ông thầy hay bài cái đó. Phải có 3 thứ này. Tức là sinh mệnh đó. Tức là 3 con. Con gì cũng được, 3 cái mạng sống này. Cho nên nó có người thì họ nói là thôi bây giờ phải lấy một con cá, phải không? Rồi một con tôm, phải không? Rồi thêm con cua nữa, phải không? Còn không có thôi lấy một cái trứng thế vô để cho đủ 3 sinh mệnh này để đem cúng. Cúng như vậy để giải. Nhưng mà chắc gì được. Đây là cái việc ác. Cho nên Đức Phật Dược Sư dạy chúng ta chỉ tụng Dược Sư Tiêu Tai Thần Chú, cái này quan trọng. Thế nên chúng ta chỉ tụng kinh, chúng ta chỉ lại Phật để giải cái tai ách ta. Tại tất cả những cái điều xấu xảy ra cho chúng ta đây là do ác nghiệp chúng ta tạo từ kiếp trước hay là những ngày trước. Cho nên tới cái thời kỳ mà cái quả nó tới rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải nhận. Nhưng mà cái khi quả nó tới như vậy đó, thì ta tiếp tục chúng ta tu hành đó, chúng ta giải qua được. Cho nên cái chính đó, là năm nay thành hội chúng ta mở cái đàn dược sư để cầu nguyện là chỗ này. Tức là tập cho Phật tử chúng ta, cho người Việt Nam chúng ta quen. Để mà chúng ta có một cái tu ở trong chánh pháp của Đức Phật để thoát đi những cái tai nạn, tai ách mà của mọi người. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta thì đừng nghe cái ngoại đạo, cái tà giáo nó bày ra, nó dọa chúng ta sợ quá phải không? Ví dụ như nó ông năm nay nó thì bị mắc sao La Hầu. La Hầu thì sao? Tháng Giêng và tháng 7 coi chừng chết, phải không?
Ông năm nay mất sau Thái Bạch đó, thì coi chừng là mất hết tài sản. Nghe nói sợ quá. Hỏi bây giờ làm sao thầy? Nó cúng chứ làm sao? Đây là chúng ta rơi vô trong cái tà giáo ngoại đạo. Thì bây giờ Đức Phật đã khuyên chúng ta để thay đổi cái này, nên làm một cái việc tốt mà thay cho việc xấu này, thì đương nhiên cái việc này nó sẽ thoát khỏi được. Đó là cái điều thứ chín. Chúng ta không bao giờ tin theo ngoại đạo, tin theo đạo tà giáo, làm những việc ác mà muốn cái kết quả tốt thì cái này không bao giờ có. Cái điều thứ 10 là gì? Do vì vô minh phạm phải sai lầm nên bị giam cầm chịu nhiều đau khổ. Tại vì do cái tham vọng chúng ta, cái ham muốn chúng ta mờ mắt đi, mà chúng ta phạm phải lỗi này lầm kia, rồi tới cuối cùng chúng ta bị bắt, bị giết, rơi vô trong cái tình trạng đó. Thì bây giờ sao? Nếu mà trong cái lúc đó chúng ta nhiếp tâm, chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, thì cái việc thứ nhất này đó, thầy nói có thể thoát được cái nạn này. Mà nhất là cái trường hợp mà chúng ta bị oan ức thì chắc chắn là sẽ được cứu, sẽ được cứu. Còn nếu mà không có oan ức, ta có tội thiệt, thì lúc bây giờ để ta niệm Phật, tự nhiên chúng ta cũng hiện ra được cái tướng tốt, cái tướng chân thật. Thì ở đây mình nói là thật thà thì được giảm án chẳng hạn. Thì cái trường hợp này tự nhiên cái án nặng này có thể giảm xuống thành nhẹ. Mà nhất là ở trong cái chế độ Việt Nam chúng ta, thầy thấy nó thường hay có một cái giảm án. Cho nên tất cả những cái người mà có người thân mà phạm phải sai lầm này nữa, bị nhốt, bị giam, thì tới hỏi thầy, thầy nói thôi ở nhà các vị tụng kinh Dược Sư cầu nguyện. Và có thể nó tìm cách mà gửi vào ở trong đó cho họ một cuốn kinh Dược Sư để họ đọc. Cái người tội này họ đọc, nếu họ có căn lành thì cái trường hợp này tự nhiên cái án của họ được đổi. Thì như vậy nó cũng có một số người mà tới thưa với thầy là có kết quả. Kết quả làm sao? Đây là hầu hết là những người mà bị người ta du oan, ta gọi là bị hàm oan. Thành ra trên cuộc đời này nó có nhiều cái điều mà chúng ta nghĩ rằng đây là oan ức. Nhưng mà thầy nói oan ức thiệt anh không có làm, nhưng mà đây là nghiệp của anh, cho nên ở trong đời trước anh đã có làm. Vì vậy đó mà trong cái đời này khi nghiệp tới mình phải trả thôi. Cho nên nếu cái phước mình tạo thì bị người khác du oan thì có người cứu. Nhưng mà nghiệp ác mình tạo thì mình không có tội nhưng mà ta buộc thành tội. Đó là ở trên cái bước đường tu hành, và thầy đã từng trải nghiệm, thầy thấy cái điều đó. Cho nên tất cả những cái điều mà chúng ta bị oan ức có thể được giải oan. Mà chúng ta không có oan ức mà chúng ta thành tâm sám hối thì cái trường hợp này nó cũng được giảm án, được nhẹ nhàng. Hay là cùng lắm nữa mà không thể thoát được mà phải chết đi, thì cái trường hợp cái tâm hồn chúng ta được thanh thản thì cái chỗ này đó chắc chắn là chúng ta được Phật cứu hay chúng ta về Phật. Đó là ở trên cái trường hợp mà bước đường tu nằm trong cái nguyện thứ 10 của Ngài Dược Sư. Nguyện thứ 11 là sao? Tức là trong cái trường hợp mà nghèo đói, cái trường hợp 11, 12 này là nghèo và đói này. Thế nên những người mà đói khát vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác, tức là trong cuộc sống chúng ta, thế nên vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác. Nghiệp ác này là thường là do cái gì? Vì thức ăn mà tạo nghiệp ác đấy, thì chắc chắn là cái trường hợp này là chúng ta phạm phải cái tội mà ăn cắp ăn trộm, cái này chắc đấy. Cho nên chúng ta ăn cắp ăn trộm của người khác, cho nên tạo tất cả các cái nghiệp ác. Nhưng mà khi chúng ta tạo những nghiệp ác như thế mà chúng ta mong được thoát thì cái trường hợp này khó. Cho nên lúc bây giờ nữa, thầy nói nghèo nhưng mà không hèn, nghèo nhưng mà không tham, thì cái trường hợp đó
được Đức Phật Dược Sư gia bị tới cho ta nữa, tự nhiên chúng ta có cái cảm giác không cần thiết. Thế là không cần thiết. Thế là chúng ta sống một cái đời sống mà lương thiện và tốt, thì lúc bây giờ nữa, chắc chắn chúng ta sẽ có quý nhân giúp đỡ. Mà có nhiều người trong cái tình trạng này nữa, Thầy thấy thoát khỏi được. Đó là cái kinh nghiệm ở trên bước đường tôi. Tại nên khi chúng ta nghèo, nhưng mà ta không tham, ta thấy không cần thiết, tức là sống cho lương thiện. Thì khi mà ta có cái tâm lương thiện, ta có cái tâm mà hướng về Phật á, thì Phật sẽ khiến cho chúng ta có được tất cả những cái nhu cầu cần thiết ta sống. Cái nhu cầu này là gì? Tự nhiên trong lúc đó nó khiến có những cái người bạn tốt mà họ cần ta làm việc cho họ, cho nên họ liền sử dụng chúng ta, họ cho chúng ta có mấy công ăn việc làm, họ cho chúng ta có một cái thu nhập chính đáng để cho ta sống chứ. Ở đây có một số các đạo hữu tới thưa với Thầy trường đó, khi rơi vô trong cái tình trạng mà túng quẫn, khổ sở, khó khăn, thì trong lúc đó lại may mắn được gặp một người bạn tốt nào đó, họ giúp cho chúng ta để chúng ta có công ăn việc làm, để có một cái thu nhập tối thiểu, để rồi để đời sống ta ổn định, từ đây chúng ta đi lên. Đây là cái điều thứ 11 mà của Ngài Dược Sư, nếu quý vị tốt. Còn nếu mà trong lúc đó nữa, chúng ta khó khăn, nghèo đói, khổ sở, thì thường hay hiện ra cái tướng tham lam, cái tướng hung ác, tướng tham lam, cái tướng hung dữ. Thì lúc bây giờ nữa, ai dám dung chúng ta? Nhìn thấy cái mặt chúng ta nữa, họ thấy ta hung dữ quá, cho nên thay vì họ cần người, nhưng mà thấy cái người như thế, chắc chắn không ai dám đem về. Đó là cái tướng hung dữ đó. Hay là cái trường hợp đó, chúng ta hiện ra cái tướng tham lam đó. Thế nên mọi người cần có người giúp việc, nhưng mà sao thấy nó sợ quá, sợ nó vô nhà mình rồi nó ăn cắp, ăn trộm, hoặc nó sẽ đem những người xấu đi vô đây đó, thậm chí cao nhất nó có thể hại mình. Cho nên trong cái xã hội chúng ta đó, có những người cần người giúp việc mà không có, có những người cần việc làm mà không ai dám nhận trong tình trạng người ta có. Nhưng mà nếu tất cả những cái người này biết tụng kinh lại Phật và tu hành ở trong chánh pháp Đức Phật thì sao? Tức là cái người cần có người làm thì lúc bây giờ sẽ có người tốt tới giúp chúng ta để chúng ta thành công. Ngược trở lại, chúng ta cần việc làm thì cũng khiến có những cái người mà họ cần cái khả năng chúng ta, cho nên ta hợp tác được và có công ăn việc làm. Đó là cái điều thứ 11 và điều thứ 12 cũng vậy. Thì từ cái chỗ mà giải quyết cái đời sống mà nghèo đói trước mắt, thì qua tới điều 12 là gì? Nếu mà ta tiếp tục tu và chúng ta tốt thực sự đó, thì cái cuộc sống chúng ta đi lên. Ở trong đạo tràng chúng ta cũng có nhiều người đứng dậy bằng hai cái chân của mình, bằng một cuộc sống lương thiện. Cái này đó, Thầy nghĩ lâu dài. Đây mới lâu dài được. Cho nên từ cái chỗ nghèo đói, rồi đó chúng ta có công ăn việc làm, có một cái thu nhập chính đáng tối thiểu để sống. Từ cái chỗ thu nhập chính đáng này nữa mà chúng ta vẫn tiếp tục cái đời sống lương thiện chúng ta trong Phật Pháp, thì cái chuyện làm ăn chúng ta nó mỗi ngày nó phất lên, thì nó sẽ đưa vào trong cái tình trạng giàu có. Thì đây là cái điều thứ 12. Nhưng mà khi được tới cái điều thứ 12 này, nó giàu có rồi thì sao? Nếu ta tiếp tục tu nữa, tại vì khi mà chúng ta giàu có rồi nữa, mà chúng ta biết tu nữa ở trong chánh pháp Đức Phật, thì hành Bồ Tát Đạo chúng ta tiến vào vô thượng chánh đẳng chánh giác, cái điều này dễ hơn. Đó là ở trên bước đường tu, tại vì ta có điều kiện để làm. Đó là cái điều thứ 12 mà của Phật Dược Sư, tức là ngoài Ngài nguyện đủ 12 điều này. Thì bây giờ đến khi chúng ta tụng kinh Dược Sư đó, chúng ta nghĩ tới 12 cái điều nguyện này của Ngài, rồi để chúng ta mới thực tập lần theo từng điều một. Cái nào ta áp dụng được ở trong cuộc sống chúng ta thì ta áp dụng, rồi chúng ta sẽ thấy nó có cái kết quả thực ở trong cuộc sống. Nên trên bước đường tu đó thì Thầy đã từng trải nghiệm cái chuyện này. Cho nên
thấy những lời Đức Phật dạy nó rất đúng chứ không có sai. Tại vì chúng ta áp dụng không đúng cho nên cái kết quả nó không đúng. Rồi lúc bây giờ nữa, Đức Phật mới kêu Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mà nói thêm: công đức của Phật Dược Sư không thể nghĩ bàn, vì thế các ông nên khuyên chúng sanh nguyện về cõi tịnh của Phật Dược Sư, vì cõi Phật ấy đất bằng lưu ly, cây báo thẳng hàng, cũng như tịnh độ của Phật Di Đà là nơi hội ngộ của nhiều Bồ Tát nhất sanh bổ xứ dưới sự hướng dẫn của hai Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu, là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp của Phật Dược Sư. Đây là một cái lời khuyên mà của Đức Phật Thích Ca khuyên chúng ta. Tại sao vậy? Vì ở cái thế giới của Đức Phật Dược Sư đó, ở nơi đó nó có Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát và Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát và một số các vị Bồ Tát khác nữa. Cho nên nếu mà ta làm bạn được với các vị này thì trên cái bước đường tu chúng ta chắc chắn dễ dàng. Cho nên tất cả Phật tử chúng ta, ta nghiệm cái này thì chúng ta thấy rồi. Nếu mà chúng ta đó có những cái người bạn tốt và giỏi, ta nên Nhật Quang, Nguyệt Quang là hai vị Bồ Tát này, là hai Bồ Tát lớn, Bồ Tát giỏi, đạo đức cao, phước đức nhiều và trí tuệ rộng. Cho nên những người này chắc chắn là không phạm phải sai lầm. Vì vậy đó mà nếu ta hợp tác được với những người mà không có những sai lầm này nữa thì chúng ta được yên ổn và chúng ta tiến thân. Đây là cái việc mà tốt nhất chúng ta. Cho nên chỗ này gợi chúng ta có một cái ý: nếu phước đức chúng ta ít, mỏng, trí tuệ chúng ta chưa có, cho nên phước đức và trí tuệ chưa có thì cái việc đầu tiên này là gì? Nếu hãy tìm về Đức Phật Dược Sư cõi tịnh đó thì xa. Nhưng mà ai giống Đức Phật Dược Sư trên cuộc đời này, ai giống Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát, ai giống Nguyệt Quang Bồ Tát, thì ta nên gần gũi, nên thân cận để học hỏi và thực tập. Nói rõ hơn là ai mà ở trên cuộc đời này họ là người tốt, người có trí tuệ thì chúng ta nên gần gũi chúng ta. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái khi mà cầu học thì thường thường là Thầy nhắc các Phật tử như thế này để chúng ta khỏi lầm. Theo như người Nhật thì cái việc đầu tiên chúng ta cầu học là cầu ai? Tức là cái người đó có học trước rồi đó. Tại vì ta muốn học thì chúng ta phải cầu những người có học để chúng ta học chứ. Cho nên có những cái người đó họ không có học, họ không biết giỏi, nhưng mà họ bài chúng ta cái này, bài chúng ta cái kia, ta có nên theo không? Cái này không nên. Cho nên cái điều thứ nhất là cái người này phải là những người có học. Cái điều thứ hai nữa là gì? Họ phải thành đạt. Tên họ có học và họ ứng dụng cái học đó vào trong cuộc sống của họ và họ có một cái kết quả thực sự thì cái chỗ này ta nên tin, ta theo. Chứ không phải ai nói ta cũng nghe đâu, ta theo đâu. Cái người có học nhưng mà chưa có kinh nghiệm chưa chắc đúng. Cái người có học và có ứng dụng vào trong cuộc sống và có kết quả tốt thì cái người này chúng ta nên theo để làm bạn, để gần gũi, để hợp tác thì chắc chắn chúng ta nên đi về bên thế giới tịnh lưu ly thì còn xa. Nhưng mà ngay trên thế giới ta bà này thì Phật Dược Sư Bồ Tát cũng hiện thân vào trong thế giới này. Cho nên chúng ta lắng lòng xuống, chúng ta nhìn vào cuộc đời để chúng ta thấy ai là Phật hiện lại, ai là Bồ Tát hiện lại, để mà chúng ta tôn thờ. Chứ đừng có tôn thờ ác quỷ làm bạn với ma thì cái này nguy hiểm. Cho nên từ cái chỗ người tốt ở trên nhân gian này ta gần gũi, ta tu tập, thì sau khi chết thì chúng ta sanh về thế giới của Đức Phật Dược Sư thì cái chuyện này là chuyện tất yếu rồi. Cho nên Đức Phật khuyên Ngài Văn Thù cái chỗ này là nhá. Nên nguyện về đó. Thì lúc bây giờ chúng ta có cái nguyện đó cho nên chúng ta mới làm theo, làm theo cái nguyện để chúng ta sanh. Thì như vậy đó, từng bước cái cuộc sống chúng ta đây
sẽ được cải thiện. Đức Phật nói thêm cái gì nữa? Thành ra ở thế giới này, phải không? Thế giới này tức là thế giới ta bà, thế giới mình đang sống, tức là người ác nhiều. Cái người ác ở trong thế giới này nhiều, cho nên chúng ta cần phải cân nhắc, cần phải có trí tuệ để tránh cái này. Thế nên tôn thờ ác quỷ, làm bạn với ma, khi chết lại xa ác đạo. Đấy, đây chắc chắn vậy. Thế nên người ác, tại vì ma người ta dễ theo, quỷ người ta dễ theo, tại nó hợp với mình hơn, nó gần với mình hơn. Thế nên ma quỷ là gì? Thành ra ma quỷ là những người hung ác, những người chết oan ức là thành ma thành quỷ, không đi đào thai được cho nên thành quỷ. Hồi trước, ngay trước cổng tranh mình đây, trước cửa chùa mình, có một người lái xe Vespa đi ngang đó, bị một người ác họ giết chết, họ cướp chiếc xe, họ ném xác xuống dưới cầu. Cái ông này oan ức quá cho nên không đi đào thai, cho nên thành con quỷ ở ngay đầu cầu đó. Thế là cứ chiều thì thấy lãng vãng có người đó, mà đi tới không có ai hết. Cho nên cái ông này, ông ma này thì thường hay gì, kết hợp với những người mà tham lam, những người oan ức ở trên cuộc đời này. Cho nên những người mà nghèo đói, tham lam, thì họ sắp hàng đằng trước chùa mình đây, họ đi tới đó để họ đốt nhang, họ khấn ông này cho họ mua số đề. Thành ra thầy ở trong chùa thì nhìn ra, thầy thấy sao người ta đi tới cái chỗ đầu cầu này đông quá vậy. Thầy hỏi thì họ nói cái ông này linh lắm, cho nên giờ tụi con tới đây để xin số đề. Thành ra lúc bây giờ đó, thầy âm thầm, thầy ra đó thầy tụng kinh, thầy tụng kinh, thầy cầu nguyện cái ông này, cho cái ông này giải cái quan nghiệp ông này đi, cho ông đi đầu thai mất. Đi đầu thai rồi, chỗ này hết linh rồi, phải không? Cho nên quý vị đâu thấy họ qua và xin số đề nữa. Cái mã không còn ngay chỗ đầu cầu đi. Thầy nói nếu mà ông ở đây rồi ông làm ma như vậy thì ông được gì? Thành ra nó cúng cho ông bánh trái, nó cúng cho ông gà vịt, ông ở đây ông ăn, ông làm ma suốt đời. Bây giờ đi về chùa nghe kinh để siêu thoát, mình về Phật sướng hơn. Thầy nghĩ là chắc ông nghe cho nên là ông tu rồi nữa, thì ông không có đi cho người ta số đề nữa. Chứ ông đó là hồi đó là chuyên môn cho số đề. Mà sự thật là gì? Cái này có được không? Đức Phật nói không được. Đây là cái điều không được. Tại sao vậy? Tại vì theo luật nhân quả, không làm mà có thì cái này không được. Thế nên người không làm mà có chẳng qua là cái phước đời trước của họ. Thế nên cái phước đời trước của họ cho nên sanh trên cuộc đời này nữa, họ gặp những cái điều may mắn mà họ sẽ làm giàu. Cái này là phước đời trước. Còn những người đời trước mà không có phước đó, để cầu ma nó cho nó, thì cái trường hợp này làm gì nó cho được? Không thể nào có được. Mà Đức Phật nói cái người có phước đó, thì mới giữ được. Thế nên có phước đó, thì giữ được cái mạng của mình, có phước đó, thì giữ được tài sản của mình. Nhưng mà khi phước mình mất đó, thì sao? Các Phật tử nên buông cái tài sản trước để giữ cái mạng đó. Giữ còn được cái mạng đó. Nhưng mà cố giữ tài sản này coi chừng mất mạng. Tại vì nó muốn cướp cái tài sản của mình đó, thì nó có thể giết mình. Nên Đức Phật nói là hết phước rồi, là của thuộc của năm nhà. Thuộc của năm nhà. Tại vì năm nhà là gì? Nhà nước tịch thu, bị thiên tai, rồi bị con hư. Đương nhiên cái này biến mất hết. Cho nên mình cố giữ, giữ không được. Nhưng mà từ cái chỗ đó, cái mạng của mình cũng không giữ được. Cho nên thường người Việt Nam chúng ta hay nói một câu mà rất chí lý đó, bỏ của chạy lấy người, phải không? Thầy nghe nhiều người nói như vậy đó, bỏ của để chạy lấy người đó. Thầy giữ cái mạng chúng ta này. Đó là ở trên bức lượng. Tại vì tiếc của mà chết, chết rồi cũng thành ma. Đó là ở trên cái bức lượng tu, các vị nên hiểu. Thành ra
trong đời ác quỷ làm bạn với ma thì cái dạng này. Thành ra ta nghiệm rồi để thấy trên cuộc đời này có những người nào mà đánh số đề mà giàu không? Có những người nào cờ bạc mà khá không? Dù có được đi nữa nha, thì trước mắt rồi sau đó chúng ta phải mất hết và trả giá đắt. Đây là một cái điều quan trọng mà chúng ta thấy. Cho nên những cái người này những sai. Rồi đó, bây giờ thêm cái nữa, Đức Phật nói là những cái người Phật tử mà tu theo tịnh độ pháp môn nhưng chưa quyết tâm. Tịnh độ pháp môn tức là những người niệm Phật mà cầu vãng sanh về tịnh độ của Đức Phật A-di-đà đó, nhưng mà cũng chưa quyết tâm. Tức là 7 phần muốn đi mà 3 phần muốn ở lại, phải không? Đấy là điều quan trọng. Tại sao không quyết tâm? Nghiệp ở ta bà chúng ta chưa hết. Nghiệp chúng ta, ta bà này chưa hết, cho nên nó còn có cái níu kéo của nó. Cái tịnh nhân chúng ta chưa đủ, cho nên nó không thể vãng sanh được. Đây là ở trên bước đường tu. Khi mà đủ thì mới vãng sanh được. Cho nên Đức Phật nói là khi chúng ta mới phát tâm niệm Phật, mới phát tâm niệm Phật mà nhất tâm thì sao? Thì lúc bây giờ bên cái ao thất bảo của Đức Phật A-di-đà đã liền nảy ra một cái mầm sen. Cái mầm sen tức là cái tâm chúng ta đem gá vào ao thất bảo thì bên đó thêm một mầm sen. Thì cái mầm sen này đó, nó là mầm, nó phát triển. Nếu ta tiếp tục đầu tư, ta tiếp tục hướng tâm về để mà nuôi nó đó, thì cái này nó lớn lần. Ta nên cái sen này nó lớn lần lên thì cái nghiệp chúng ta bên thế giới ta bà này nhẹ lần. Nên trên bước đường tu đó, ta nghiệm rồi ta thấy này đó, cái nghiệp bên này nó nhẹ lần đi. Cho tới cái mức mà giống như là ta không thiết nữa. Ta không thiết với bất cứ cái gì trên này, ta không còn cái ham muốn nào trên cuộc đời nữa. Nhưng mà nếu thiệt chúng ta tu, chúng ta không ham muốn, nhưng mà chúng ta không mất cái gì hết. Đây là cái điều quan trọng chứ. Ta nói ta không ham muốn mà chúng ta không mất, thì cái này là phước chúng ta. Tại vì cái phước của chúng ta đó, chúng ta không có ham muốn. Nhưng mà tất cả những cái tài sản chúng ta nó không bao giờ mất, mà nó cứ như vậy nó phát triển lên, thì đây biết cái phước của ta. Tâm thì hướng về bên kia, tâm thì hướng về tịnh độ. Nhưng mà ở thế giới ta bà này đó, thì thân chúng ta vẫn khỏe mạnh, tâm chúng ta đặt bên kia rồi, cho nên được an lạc. Và cái cuộc sống chúng ta ở đây nó bảo đảm tốt thêm lên. Thì đây là trên bước đường tu. Cho nên quý vị để ý thấy những người mà họ tu tịnh độ đó, họ tu đúng hay sao? Họ có thể ít ăn, nhưng mà mặt mày họ hồng hào, họ khỏe mạnh. Rồi đó, mọi cái việc trên cuộc đời này nó họ không buồn quan tâm. Cho nên họ thấy cái chỗ nào tập trung đông mà nói chuyện này chuyện kia đó, họ tránh đi. Đấy là trên bước đường tu đó. Thành ra thầy thường quan sát, thầy thấy những người tu đúng như vậy đó, quả tình tới cái giờ cuối thầy nghĩ rằng người này sẽ về tịnh độ thôi. Họ sẽ về tịnh độ đó. Là vì cái nghiệp ở ta bà họ đã chấm dứt rồi, họ không tạo nữa. Mà cái hạt giống tịnh độ của họ nó ở trong tâm họ, nó đã phát triển mạnh rồi. Cho nên chính cái này nó thu hút người ta về về bên thế giới cực lạc. Đây cái hạng lưng chừng mà chưa phát tâm, chưa dứt khoát, tức là nửa muốn đi mà nửa muốn ở lại, phải không? Đấy. Nửa muốn đi mà nửa ở lại. Nhưng mà tới cái lúc chết là phải đi thôi. Ta nên tới hồi chết thì phải đi. Ta nên nếu mà không đi được thì cứ nằm đó, không đi được. Đây nguy hiểm nữa. Đi cũng không được mà ở cũng không xong. Sống cũng không được mà chết cũng không được. Lưng chừng như thế này. Thầy có thấy những cái trường hợp như vậy. Ta nói khi mà lưng chừng như vậy thì sao? Có một cái vị cao đức nào đó tới hộ niệm cho, nói nhỏ ở trong lỗ tai họ, thế nên họ nghe được, họ tỉnh được. Thế nên có những cái trường hợp không phải là Phật tử thường, nhưng mà các vị hòa thượng mà thầy biết là cái khi mà sắp chết rồi nhưng mà còn nhiều việc chưa lo được, chưa giải quyết được, cho nên nó cũng không yên tâm mà đi. Thế nên thầy tới thầy nói nhỏ trong lỗ tai, thôi hòa thượng đi đi,
cái việc còn lại để tôi làm cho, phải không? Tôi chỉ nói một tiếng vậy thôi, thầy nói như vậy nữa thì thầy thấy cái vị này nhắm mắt. Như vậy là bản sanh, tức là không dứt khoát. Cái việc của mình còn lại đây mà không có người thay nữa thì cảm thấy nặng lòng, cho nên đi không được. Cho nên những người Phật tử ở ngoài nữa cũng vậy nữa. Cho nên nhiều khi chết rồi nhưng mà chết không được, hỏi tại sao vậy? Người ta gọi là còn tiếc nuối một cái gì đó. Tiếc nuối một cái gì đó có nghĩa là có người thì chờ cái người con về để rồi chết, mà nó chưa về cho nên nó chết không được, nằm đó chờ. Thành ra khi người con về tới thì cái trường hợp cái người này nhắm mắt đi, cho nên thường đi nhưng mà đi không được. Thì người tu tịnh độ cũng vậy nữa, nếu mà quyết tâm là về tịnh độ rồi nhưng mà vì không quyết tâm cho nên còn ở lại thì sao? Thì trong lúc đó nếu mà nhớ tới Phật Dược Sư, chúng ta niệm danh hiệu Phật Dược Sư, hay là chúng ta nhớ tới một câu nào đó trong kinh Dược Sư đó, thì sao? Thì sẽ gặp một ở trong các vị Bồ Tát này tới: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. Tức là một ở trong bảy vị Bồ Tát này xuất hiện, một trong bảy vị Bồ Tát này xuất hiện tới nói nhỏ trong lỗ tai chúng ta, phải không? Nhắc nhở chúng ta và đồng thời khai thị cho chúng ta nữa, thì lúc chúng ta dứt cái nghiệp ta bà này, ta về tịnh độ. Thế là ta về tịnh độ. Nếu lúc đó ta về tịnh độ thì cái này nữa là chúng ta quyết tâm để về Phật. Nhưng mà trên cái bước đường tu chúng ta nữa thì không phải lúc nào người ta có ý định buông bỏ hết. Thế nên có lúc chúng ta nghĩ là buông bỏ hết, nhưng mà có lúc chúng ta vẫn còn có một cái ham muốn, còn có một cái tiếc nuối, tức là còn muốn làm cái việc gì đó cho thế giới này. Cho nên là không về cực lạc được, nhưng mà ta sanh lên các cõi trời. Đây là cái việc quan trọng, tức là sanh lên các cõi trời đời đời hưởng phước này, không đọa địa ngục. Cái chính của chúng ta này, không về tịnh độ thì lên trời chứ không có xuống địa ngục. Đó là ở trên cái bước đường tu nếu ta tụng Dược Sư. Nên cõi trời đời đời hưởng phước, tuổi trời khi hết sanh lại nhân gian, làm chuyển luân vương, được người tôn kính, bốn phương yên tịnh, không có ác ma, khuyến hóa mọi nhà siêng tu thập thiện, ba nghiệp thanh tịnh, đủ tướng trưởng phu. Đây là một câu ở trong cái kinh Dược Sư. Cho nên từ ở trên trời á, ta ở trên đó rồi ta lại sanh trở lại nhân gian thì sao? Ta nên khi mà sanh lại nhân gian á, thì chúng ta có đầu óc thông minh, chúng ta có hảo tướng, phải không? Cho nên bây giờ thì chúng ta nhìn kỹ, ai mà có một cái đầu óc thông minh, ai mà nhìn cái ngoại hình dễ coi, ai mà có sức khỏe tốt á, thì ta biết nếu họ không từ cái thế giới Phật sanh lại thì cũng là trên trời sanh xuống. Nhưng mà quỷ thần sanh lại nữa, thì họ mạnh thiệt, nhưng mà họ có một cái tướng hung dữ, chẳng mày xách ngược lên. Thì chúng ta biết, thì tất cả những người đó họ sanh ở đây, mà những người đó họ sanh lại trên thế giới này đó, là thường họ có phước báo đầy đủ hơn. Cho nên họ được mọi người tôn kính, mọi người tôn kính, và họ làm chuyển luân vương, tức là làm vua, mà vua trong một nước Thái Bình. Mà Đức Phật Dược Sư nói, nếu ai ở trong giáo pháp của Ngài tu hạnh thanh tịnh thì Ngài khiến cho họ đầy đủ tam tụ tịnh giới. Và nếu ai mà quỷ phạm thì Ngài cũng gia hộ tới cho chúng ta khỏi bị đọa trong ác đạo. Chỗ này chúng ta có cái suy nghĩ này. Thì đương nhiên mà nếu chúng ta có phạm phải những cái lỗi lầm, đây chúng ta gọi là tội lỗi, thì có những cái trường hợp mà Đức Phật cứu chúng ta được, nhưng mà có những cái trường hợp nó không cứu chúng ta được. Tại vì trong luật nhân quả, nếu mà chúng ta phạm lỗi thì chúng ta phải trả quả báo, nhưng mà trả cách này hay cách khác. Nhưng mà chỗ này nó chỉ có một câu là không đọa ác đạo,
tức là tâm thanh tịnh và không đọa ác đạo. Cho nên đa số cái khi mà chúng ta phạm phải sai lầm rồi, chúng ta tội lỗi rồi, thì chúng ta lại sanh ra sợ hãi, sanh ra lo lắng, sanh ra buồn phiền. Cho nên chắc chắn là chúng ta sẽ đọa ác đạo. Nhưng mà trong lúc đó nếu chúng ta nhớ tới Phật Dược Sư, ta niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư, thì bây giờ nữa, Đức Phật Dược Sư gia bị tới được cho ta nữa, thì cái tâm chúng ta trở thành thanh tịnh. Khi mà cái tâm chúng ta thanh tịnh, nếu nó ở mức cao á, thì nó hiện ra cái tướng mà giải thoát, cái tướng mà dễ thương. Cho nên người ta có thể xét xử một cách mà nhẹ nhàng cho mình. Và nếu cùng lắm mà chúng ta không thể thoát được, thì giữ được cái tâm thanh tịnh là khi chúng ta trả cái quả báo, chúng ta chết đi, thì chúng ta được sanh vào thế giới Phật. Đây cũng có một cái kinh nghiệm mà Thầy đã áp dụng hồi năm 1963 tranh đấu Phật giáo. Thì trong lúc đó Thầy bị cái chế độ cũ đó họ bắt, họ giam đó. Thì lúc bây giờ họ buộc tội mình nhiều lắm. Thành ra trong lúc họ buộc tội mình rất là nhiều tội lắm. Thì nghĩ rằng mình không thể sống nữa. Cho nên Thầy chỉ có một cái là nhiếp tâm niệm Phật, để chấp nhận bất cứ một cái gì tới với mình, kể cả cái chết. Thì lúc đó Thầy có cái ý niệm là nếu mình được chết vì Phật Pháp thì đây là cái điều đáng quý. Cho nên Thầy chỉ có một lòng mà niệm Phật để chết. Nên trong lúc đó, thì vì có một cái tâm niệm như vậy cho nên Phật gia bị tới được. Gia bị tới được cho mình thấy cái tâm hoàn toàn thanh thản, không thấy sợ mà không thấy lo, cứ nghĩ rằng mình sẽ về Phật thôi, cho nên không có những chuyện mà lo lắng sợ hãi. Thì lúc bây giờ cái người mà chấp pháp, họ nhìn họ thấy mình hiện ra một cái tướng mà dễ thương, cái tướng hiền lành, cho nên tự nhiên họ thay đổi hết tất cả các cái tội cho mình. Cái này là thoát tội. Mà kinh nghiệm bản thân Thầy thấy này có. Thì đây muốn trao đổi với các vị cái chỗ này. Trước nhất là nếu ta nhiếp tâm, thành ra ta sợ hãi không được, ta lo lắng không được, ta buồn phiền không được, ta bực tức không được. Những cái tướng này hiện ra với cái tâm đó thì Thầy nghĩ cái quả báo tới chúng ta lớn hơn. Nhưng mà một lòng nghĩ đến Phật thì cái trường hợp nó thay đổi. Từ nó thay đổi được ở trong lòng chúng ta, cho nên nó thay đổi cái tướng ở bên ngoài, mà nó làm cho những người chung quanh chúng ta họ có thể thương chúng ta mà cứu chúng ta. Nên ở trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng có nói một cái là nếu mà chúng ta niệm Bồ Tát Quan Âm thì lúc bây giờ dầu ác ma đi nữa cũng không dám dùng cái đôi mắt mà hung dữ của nó để nhìn ta nữa. Đây là trong kinh Đức Phật nói. Mà Thầy nghĩ đó là cái lời dạy mà đúng. Nếu chúng ta áp dụng đúng thì chắc chắn cái kết quả này sẽ có. Cái điều thứ sáu là gì? Điều thứ sáu, thứ bảy thì gộp lại chúng ta thấy có một cái là bệnh hoạn tật nguyền. Đây là thường xảy ra trong đời. Cái người bị bệnh hoạn, tức là đau yếu, bệnh nan y, cái người mà thân thể bất toàn, thì cái khi mà chúng ta nó có những cái trường hợp đó xảy ra thì sao? Tức là đa số chúng ta rơi vào trong tình trạng buồn, sợ. Cho nên cái buồn chúng ta, cái sợ chúng ta, cho nên từ cái chỗ đó sợ cái gì? Sợ mọi người lánh xa chúng ta. Cho nên lúc bây giờ chúng ta nghĩ những cái điều mà không tốt. Từ ở trong cái tâm niệm mà nghĩ không tốt
cho nên mọi người không dám gần chúng ta thiệt. Thành ra thầy để ý trên cuộc sống thầy thấy này rõ lắm. Tại vì có những cái trường hợp đó mà thầy gặp những người Phật tử này nói là con nó bất hiếu, nó không nuôi, già yếu rồi, bệnh hoạn nó không nuôi. Rồi nữa thầy gặp người con thầy hỏi nó, nó nói là mẹ con khó tánh quá thầy, không thể chấp nhận được, cho nên nuôi chứ, nhưng mà không dám gần. Đây chỗ này nên là chúng ta thấy rồi. Cho nên trong cái lúc đó cái tâm chúng ta nó không tốt. Tại vì nghiệp nó tới thì thường thường nó tác động qua tâm. Cho nên Đức Phật nói là cái tâm nó tác động qua thân, nhưng mà thân thì ngược lại nó cũng tác động qua tâm. Cho nên những người mà già yếu, những người bệnh hoạn, những người mà thất thế, sa cơ, phần nhiều có một cái tâm lý không tốt. Mà chính cái tâm lý không tốt của mình đó, không ai dám gần mình. Phải biết cái chỗ đó, phải hiểu cái chỗ đó. Cho nên cái khi mà mình nhiếp tâm, mình niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư, thì nếu mà đạt tới đỉnh cao chỗ này đó, thì đương nhiên có thể lành bệnh. Bệnh nan y mà cũng có thể lành, tại vì có nhiều người thực hiện được. Nhưng mà nếu không lành bệnh đi nữa, mà mình không có mong cầu và cũng không có trách cứ bất cứ ai đó, thì đương nhiên mình hiện ra một cái tướng mà chấp nhận được, hay nói một cách khác là dễ thương. Cho nên từ cái chỗ đó mà mọi người có thể chấp nhận chúng ta được, mọi người có thể gần gũi chúng ta được. Cho nên chỗ này trong kinh nói là cái bệnh của mình đã hết, tâm của mình nó thanh tịnh, và quyến thuộc của mình họ có thể gần gũi được. Đây là cái trường hợp mà trong kinh. Chứ còn các vị cứ nghĩ mình tụng để cho những người này họ có thể tốt với mình, họ gần gũi mình, thì cái này cũng chưa chắc được. Tại khi mình có cái mong cầu nữa thì phần nhiều nó hay không tới. Hay là cái trường hợp đó mà những người mà ở trong kinh nói là tai điếc mắt mù, nói năng ngọng liều, lát hủi điên cuồng, tức là tất cả những cái bệnh này mà niệm danh hiệu của Phật thì liền hết bệnh rồi, khỏe mạnh trở lại rồi, cái tướng nó hiện ra tốt. Thì cái này nó cũng có thể có chứ không phải không. Cái bệnh này có thể có chữa được. Nhưng mà cái này trên thực tế thì sao? Ngài Dược Sư chữa cho ta không? Ngài Dược Sư chữa cũng có. Nhưng mà phần lớn là thầy thấy trong cuộc sống chúng ta, người ta gọi là gặp thầy gặp thuốc. Thành ra thầy cũng có gặp một vài người. Thành ra tay chân tật nguyền, tay chân tật nguyền, thì những cái tật nguyền này thì chúng ta lại được cái may mắn gặp người nào đó họ thương chúng ta, mà họ có thể chữa chúng ta trở thành hết cái tật nguyền này. Có. Thành ra lúc bây giờ chúng ta hiểu là Phật Dược Sư qua một vị thầy thuốc, một vị lương y nào đó mà giúp chúng ta. Cho nên vị lương y giúp chúng ta, nhưng mà đó là cái hình ảnh của Phật Dược Sư nữa quá. Cho nên nó cũng có thể chữa hết những cái bệnh hoạn chúng ta, tật nguyền. Chỗ này thầy nói là gặp thầy gặp thuốc, hay là gặp may mắn. Nhưng có những cái người tưởng như là chết, nhưng mà lại được Đức Phật gia bị tới, họ mạnh bất ngờ. Còn có những người thì nó qua trung gian một vị thầy thuốc. Cho nên lúc đó thầy có cái cảm giác cái vị thầy thuốc này là hiện thân của Phật Dược Sư để mà cứu chúng ta. Đó là cái điều thứ 6 và thứ 7. Bây giờ nó qua tới cái điều thứ 8 là gì? Tức là mang thân phụ nữ chịu nhiều đau khổ muốn cầu ra khỏi. Đây là nói về cái thân phận người phụ nữ khổ. Cái khổ của cái người phụ nữ của phái yếu gặp những cái điều mà khó khăn ở trong cuộc sống mình.
Ở Việt Nam chúng ta đó thì tương đối đỡ hơn. Nhưng mà nếu quý vị sanh vào trong các cái nước Hồi giáo thì mới thấy cái này. Cái người phụ nữ ở trong nước Hồi giáo thì quá khổ. Hay là cái nước mà theo Ấn giáo, tức là Ấn Độ đó, thì cái người phụ nữ quá khổ. Cho nên đây nó cũng là một cái điều nguyện của Đức Phật Dược Sư. Cho nên muốn cầu ra khỏi, tức là ra khỏi cái gì? Ra khỏi cái hoàn cảnh khổ này, cái hoàn cảnh đọa đày này. Mà lúc bây giờ nếu chúng ta nhiếp tâm, chúng ta niệm danh hiệu của Đức Phật Dược Sư đó, thì chúng ta cũng có thể thoát cái này. Tức là không lệ thuộc vào cái vấn đề giới tính chúng ta nữa. Không khổ vì cái vấn đề giới tính này nữa. Mà đương nhiên là chúng ta có được cái đời sống độc lập. Tại nên chúng ta có được cái đời sống độc lập như là những nam giới. Rồi từ cái chỗ đó chúng ta có thể làm được những cái việc như nam giới, hay chúng ta có thể làm những cái việc mà hơn cả nam giới, và chúng ta có thể tiến tới cái quả vị vô thượng Bồ Đề, tức là Bồ Tát và Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên chúng ta nhìn kỹ, chúng ta thấy mặc dầu là cái phái yếu, nhưng mà được Phật gia bị tới đó, thì có thể biến cái yếu mà thành mạnh của mình. Đương nhiên đó là phái nam vẫn hơn phái nữ, nhưng mà có những cái trường hợp đó là nữ vượt hơn nam. Ở đây đó chúng ta thấy ngay nước chúng ta bây giờ đó là cái trường hợp mà nếu mà nói xưa về trước đó, thì ta có bà Trưng, bà Triệu. Nhưng mà nói ngay trong hiện tại đây đó, thì chúng ta bao giờ cũng có một cái bà phó chủ tịch nước là nữ. Tức là phó chủ tịch nước đứng đầu ở trong cái nước chúng ta. Hay là ngay như ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, chúng ta thấy là có cái bà chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố này, phó bí thư tỉnh ủy, đây là nữ. Thầy thấy ở Hà Nội cũng vậy. Hai cái thành phố lớn ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chúng ta là hai cái bà chủ tịch của Hội đồng Dân là nữ. Thì như vậy nó không phải nhất thiết là đàn ông hơn hay đàn bà hơn. Cái chỗ này là quan trọng. Cho nên trong kinh nói có nghĩa là chuyển từ một cái thân phận yếu của người phụ nữ trở thành ra một cái thế mạnh của người đàn ông, có thể gánh vác được hết tất cả các cái việc lớn ở trên cuộc đời này. Cho nên cái tâm hồn chúng ta chuyển đổi trước, thì nhờ Phật gia bị tới cho nên chúng ta tự nhiên có một sức mạnh đó. Đương nhiên cái người phụ nữ thì lại chủ về tình cảm, cho nên thường yếu đuối. Người nam thì chủ về trí tuệ, cho nên thường là cứng rắn, cho nên thường gọi là phái mạnh và phái yếu. Nhưng bây giờ người nữ cũng có thể trở thành phái mạnh, cũng có thể là có trí tuệ và có năng lực lãnh đạo thực. Cho nên ở trong kinh nói mà ta nghiệm trong cuộc sống là người ta thấy rõ. Thành ra nói chung là nếu hay Phật lực gia bị tới được cho ta thì tự nhiên chúng ta có một sức mạnh kỳ diệu. Chúng ta có một cái đầu óc thông minh kỳ diệu, và chúng ta làm được những cái việc cũng coi như là kỳ diệu. Thì cái này nam hay là nữ đều giống nhau hết. Cho nên đây là cái lời nguyện thứ 8 mà của Ngài Dược Sư. Chứ không phải chấp nhận cái thân phận yếu như vậy là hết cả đời chúng ta, hay là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta không phải làm phụ nữ. Thành ra trong kinh Đức Phật nói là trong cái kiếp này làm nữ, nhưng mà kiếp sau ta không có thể làm nam. Đó là cái điều quan trọng. Còn những người đàn ông mà có một cái tánh yếu hèn thì có thể đó trở thành ra nửa nam nửa nữ, hoặc là cái trường hợp đời sau chắc chắn là biến thành đàn bà. Ở trong kinh Đức Phật dạy chúng ta nữa, cái tánh đó, giới tánh đó là do nghiệp mà sanh ra. Nếu cái nghiệp làm đàn ông thì làm đàn ông, nghiệp làm đàn bà thì làm đàn bà. Cái nghiệp ác thì xấu, mà cái nghiệp thiện thì trở thành tốt. Ở trong sáu đường sanh tử luôn luôn luân chuyển như vậy. Cái điều thứ 9 là gì? Điều thứ 9 là sa vào lưới ma tà giáo ràng buộc.
Đây là chỉ cho chúng ta bị những cái tà ma nó hại chúng ta. Tà ma thì ở Việt Nam ta có những cái hiện tượng mà bây giờ đã tất cả các Phật tử nam cũng như nữ đó, khi chúng ta khó khăn, chúng ta không tự giải quyết được, thì bây giờ nếu quý vị làm gì? Đi chùa lễ Phật cầu nguyện có, nhưng mà đi tới đình, tới miếu có, đi tới phù thủy có, lên đồng có, để chúng ta hỏi tới cái này. Cho nên những cái này đó, nếu họ không phải là thánh, là hiền, mà không phải là người tốt đó, mà họ có thể lợi dụng cái niềm tin ta, họ để họ khai thác. Thế nên họ bày cho ta cái này, họ bày chúng ta kia, bày cái nọ, đủ thứ hết. Thì bây giờ chúng ta theo cái này đó, là chúng ta lần lần rơi vô cái bẫy của họ và nguy hiểm.